bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tám bị nhân xì si bít đỏ sắc với mái tóc dài thẳng, nhiệt ba kiêu xa, lộ tư kẹo ngọt trùng cuối khí chất đại minh tinh trời sinh. Khi để tóc thẳng, gian bị nhân hoa ngự như dương mịch, địch lệ nhiệt ba chiều lộ tư cùng một chín một mười. Nhắc đến gian bị nhân xì si bít đỏ sắc với mái tóc dài thẳng thì không thể không kể đến cổ lực na chát vốn đã sở hữu ngụ quan hài hòa. Đặc biệt trong chiếc tầm, hai dây nóng bỏng, trong cổ lực na chát đẹp đến dịu dàng khiến người hâm mộ không ngừng suýt xoa. Địch lệ nhiệt ba cùng ngoan sức khi đọ sắc với cổ lực na chát, cùng là mỹ nhân Tân Cương, cả hai đều khiến người hâm mộ mê mẩn với vẻ đẹp trời phú, khí chất kiêu xa khi diện trang phục nóng bỏng, cùng mái tóc dài, thẳng mỹ danh thần tiên tỷ tỷ mà người hâm mộ dành cho Lưu Diệp Phi chẳng phải gán bừa mà tạo hình của Tiểu Long Nữ đã gây ấn tượng cực lớn với khán giả. Không chỉ nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp mà mái tóc dài thẳng đen nhánh của Lưu Diệp Phi khiến cô như nàng tiểu thư đại cát đầy cao quý. Triều lệ diện cũng ngọt ngào trong mái tóc dài thẳng, diện chiếc đầm vàng hai dây cùng gương mặt non như bùng ra sữa. Triều lệ diện toát ra hơi thở đầy thanh xuân khiến người hâm mộ mê mẩn không thể không nhắc đến Dương Mịch trong bộ tóc dài và thẳng, sở hữu dung nhan xinh đẹp, Dương Mịch càng trẻ trung thêm phần dịu dàng, đàm thắm với kiểu tóc dài thẳng mượt. Triệu Lộ Tư vốn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ngoài băng thanh ngọc khiết, cùng nụ cười tỏa nắng khi để tóc dài thẳng, thánh nữ xuyên không đẹp đến mê đảo chúng sinh. Lưu Thi Thi chứng minh nhan sắc đỉnh cao của mình khi để tóc dài thẳng, chụp trên tạp chí Sừng đáng với câu gái một con trong mòn con mắt. Phạm Băng Băng đúng chuẩn người đẹp không tuổi của Sibit. Từng đường nét trên khuôn mặt của Phạm Băng Băng quá xinh đẹp, sắc sảo, cộng thêm mái tóc dài, thêm phần chạy trung, khiến ai nhìn vào cũng phải suýt xoa. Đặc biệt, nữ hoàng giải trí thực sự có khí chất của một đại minh tinh trời sinh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.